vì lời chào thân ái tới quý khán giả của kênh người dẫn được quay âm à, các bạn thân mến hôm nay chúng ta tiếp tục được đón nghe một tác phẩm đặc sắc không kém những câu chuyện khác kể về một chàng trai tên tèo về quê nhà bác chơi vào dịp nghỉ hè bởi à, quê bác rất là thơ mộng rất là đẹp vì có một con hồ nước à, lung linh huyền ảo và cái con hồ đó thì đã được các đơn vị đầu tư người ta chú ý đến để đầu tư xây dựng trở thành một điểm du lịch hấp dẫn. Nhưng cũng chính cái đơn vị đầu tư này đã biến con hồ thơ mộng trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân nơi đây. Tại sao lại có điều đó xảy ra từ một con hồ thơ mộng lại trở nên kinh khủng như thế? Chắc hẳn có một điều bí ẩn nào. Mời tất cả chúng ta cùng khám phá hết câu chuyện để có câu trả lời nhé. Câu chuyện mang tên Ác Mộng hồ nước Thử hỏi ở đây đã có ai từng thấy ma da chưa? Và nó có phải là chủ đề khiến các bạn cất công tìm hiểu không? Tôi thì chưa nhìn thấy, nhưng đã từng được nghe rất nhiều câu chuyện về loài ma này. Nếu các bạn cảm thấy bị thôi thúc, thì hãy cùng tôi lắng nghe hết câu chuyện mà tôi sắp sửa kể tới đây. Vậy đầu tiên, ma sa là gì? Mới nghe tên thôi, tôi dám cá ai trong các bạn cũng đều dành 30 giây suy nghĩ về cái tên của loài ma này. Ma sa hay còn gọi là ma nước, đó là những hồn ma dưới nước, có thể là sông hồ, ao suối. Họ là những linh hồn người chết đuối không siêu thoát được, hoặc trước khi chết lòng vẫn còn mang nhiều hận thù muốn lưu lại nơi trần gian. Vì vậy, năm này qua tháng khác cứ ở dưới những đáy sông hồ lạnh lẽo. Những ai thường bơi ở nơi có ma xa sẽ bị linh hồn đó kéo xuống từ bên dưới. Vậy nên, cho dù những người đó có vùng vẫy hay bơi giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thoát khỏi cái chết. Có chăng, những người nào thực sự may mắn mới sống sót được. Người đời truyền rằng, Masa thường kéo chân lấy mạng những người xấu số để thế mạng cho họ. Khi có người thế chỗ rồi, họ mới được siêu thoát, đầu thai làm kiếp mới. Bởi vậy những xác chết hầu như chưa thể tìm thấy ngay lập tức, mà phải trải qua hàng giờ, hàng ngày mới tự nổi lên mặt nước. Có những nơi người ta thường rỉ tay nhau rằng, nếu muốn nhanh chóng tìm ra xác người bị ma hại chết, thì phải mời thầy Pháp ra chỗ họ bị tử nạn, lập đàn cầu Pháp thì cái xác mới nổi lên. Có ai còn thắc mắc về hình dạng của ma ra không? Nghe thì thực sự khó tin nhưng cũng dễ lý giải thôi. Tôi từng nghe một người bác kể rằng ma ra mang hình hài của những đứa trẻ. Bởi đa số những người đuối nước đều là trẻ con. Nhiều lúc người ta còn bắt gặp hình dạng ma ra đen đúa nổi lành bềnh trên mặt nước. Hay màu xanh nhớt bám chặt dưới đáy sông. Những oan hồn sẽ ở đó chờ người xấu số đến hoặc dẫn dụ họ đến sông Hồ trong vô thức để hại chết họ. Bác ấy còn chỉ thêm rằng, nếu không may gặp ma ra, thì hãy nhanh chóng dùng đèn pin chiếu vào chúng. Chúng sẽ tản ra và biến mất. Cách đây hai năm, tôi có dịp được đi trải nghiệm một chuyến đến vùng sông nước, nơi mà người bác cả của tôi hiện nay vẫn còn sinh sống. Mặc dù tôi là người thôn quê chính cống, nhưng khi đến đây, tôi luôn lấy làm lạ và cảm thấy thích thú với mọi thứ Chả là nơi tôi sống chủ yếu quanh quận chỗ ruộng đồng, mênh mông bát ngát. Còn chỗ bác tôi, hầu hết là canh rạch sông Hồ. Bởi vậy mà khi tới đây, tôi mới có dịp mở mang tầm kiến thức về cuộc sống nơi sông nước, đặc biệt là loài ma tôi đã nhắc ở trên. Tôi nhớ đó là những ngày cuối hè, vớt phát được những đồng tiền bán lúa từ mẹ. Tôi đã nảy ra ý định tới vùng sông nước này để vui chơi trải nghiệm, lấy tinh thần cho năm học sắp tới đúng những gì tôi mong đợi. Tới đây quả thực, tôi mới mở mang thêm được tầm mắt. Nhớ có một lần, tôi cùng thằng út con nhà Bắc cả đi tới một cái hồ cách nhà không xa. À, thằng cô này nó tên Long. Nó ít tuổi hơn tôi, nhưng theo thứ bậc tôi phải gọi nó bằng anh. Vốn nó ở đây từ cái lúc lọt lòng, nên chuyện gì nó cũng biết. Thì cái hôm nó đưa tôi ra chỗ hồ đó chơi, tôi còn nhớ như in cảnh tượng nơi đó nhìn rất hữu tình. Cảnh tượng yên bình tĩnh lặng chẳng khác gì quê tôi. Nơi tôi đứng là đoạn kè mà người ở đây đắp nên hòng chống ngập lụt khi nước dâng cao. Còn ba phía kia được bao phủ bởi những khoảng đất đồi, cây cối rậm rạp, xanh ôm. Nhìn từ xa, nơi đây chẳng thua kém gì với những địa điểm du lịch nổi tiếng. Có một điều khá lạ là khác hẳn với vẻ yên bình của mặt hồ mang đến. Người ở đây thường gọi tên hồ là hồ chết bởi hàng năm tại hồ nước này xảy ra không ít vụ đối nước thương tâm. Chắc, nhưng uh, cũng kệ. Nước thật là mát mà. Thằng Tèo, mày có lên ngay không thì bảo. Muốn chết hả? Đã dặn dò bao nhiêu lần rồi mà có chịu nghe đâu. Lên nhanh chứ đừng để tao xuống đấy. Mà cái thằng Long này, bảo hoài là đừng có cho em mày tắm táp bừa bãi chỗ này. Thế mà vẫn thấy em mày tắm là sao? Nhớ có chuyện gì rồi sao? Thật là con con có nói rồi nhưng mà thằng Tèo nó không chịu nghe. Nó còn nói nước trong vắt thế này không tắm thì phí cả cuộc đời. Thằng Tèo, mày vẫn còn ở dưới đấy hả? Lên đây ngay, hôm nay tao trả về với ba má mày luôn. Vâng, cháu lên liền đây ạ. Tôi đang vùng vẫy như cá gặp nước, thì từ đâu bác cả đến gọi tôi về. Thú thực thì tôi vừa nghe thằng Long, con út nhà bác nói về sự nguy hiểm của hồ nước này. Tin thì tin thật, nhưng tôi vẫn đánh liều lao xuống ngâm mình trong làn nước mát. Ai ngờ bác cả nhà tôi lại biết nhanh đến vậy. Tôi ỉ ạch bước lên, khi đó vẫn còn giả mồm gớm. Tôi nói, người ta vẫn tắm đầy đấy mà bác, sao con không được tắm? Tôi chỉ xuống đám thanh niên đang bơi lội vui vẻ dưới kia. Theo thào nói với bác, vừa nói xong thì ăn ngay quả khẩu hình. Mày thì biết cái gì? Người ta tắm mắc mớ gì tới mày mà mày xuống đấy? Mày có bơi giỏi được như người ta không? Hay là mày chuyển về đây mà theo người ta mò cua bắt ốc Đùa chơi với tử thần luôn Đi về Ta bắt xe cho mày về quê ngoại luôn Chứ thế này có khi ta phải mang vạ Vừa nói Bác Sáu kéo tôi về Vẻ mặt tôi xanh mét vì sợ Sợ rằng sẽ phải khăn gói về quê Chỉ sau nửa ngày tới đây Nhưng mà tính tôi vốn nhiều lời Chẳng dễ gì bị đuổi đâu Thế là tôi xuống nước cầu xin Níu lại sức kéo của bác Tôi nói thôi mà bác con con biết tội rồi lần sau con con không như thế nữa chợt bác dừng lại chừng mắt nhìn tôi đanh giọng còn có lần sau nữa hả đi về nhà thế là cuộc thương lượng diễn ra trong chóng vánh tôi là người bị thiệt đồng nghĩa ngay lúc đó tôi và thằng long phải cùng bác sáu về nhà thực tế bác cả làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho tôi suy cho cùng bác thương tôi rất nhiều ngày bác còn nhỏ cái lúc mà bác đang ở cùng với bố tôi, nghe người làng thường hết lời khen anh em trong họ nhà tôi đùm bọc nhau lắm. Âu cũng vì ông bà tôi mất sớm, nên bác rất thương bố tôi và người bác thứ hai. Sau khi ra đời bôn ba lập nghiệp, mỗi người định cư một phương, nhưng mà rất hay liên lạc và tới thăm hỏi nhau. Tôi thì thích tới chơi nhà bác cả hơn, bởi nhà bác gần sông nước, lại còn có thằng Long, nên việc chơi bời luôn được ưu tiên hàng đầu mặc dù mỗi năm có một lần tôi tới nhà bác chơi nhưng mà bác luôn ví tôi và thằng long là một cặp song sát tôi cũng rất thích cái biệt hiệu đó nghe nó oách làm sao về đến nhà cơn giận của bác sáu cũng nguôi ngoài đi phần nào vừa hai nhà lại có khách nên tôi và thằng long lại được tự do so bay nhảy nhưng lần này cả hai đứa tôi quyết định vào bếp giúp bác gái mẹ thằng cô long chuẩn bị bữa trưa đãi khách miền sông nước nên chả có gì ngoài đặc sản tôm cá. Loài hoay trong căn bếp nhỏ, tôi chố mắt nhìn con cá màu đen óng đang vùng vẫy trong chậu nước dưới chân. Chưa bao giờ tôi thấy một con cá vừa to vừa lạ như vậy. Ở quê tôi chỉ có mấy con cá đồng nhỏ, chứ chẳng thấy loại này bao giờ. Nếu mà có thì chắc người ta cũng bắt hết từ hồi nào rồi. Thấy thích thú, tôi quay sang hỏi bác gái. Cá này nhà mình mua hả bác? Bác gái nở một nụ cười nhẹ nhẹ, đáp lại tôi rằng. Cá này là của vị khách đang bàn chuyện với bác trai trên nhà ấy. Ông đánh được, mang đến biếu nhà mình. Sẵn tiện nhà mình làm cơm mời ông luôn. Sao không con? Dạ không, con thấy nó lạ nên hỏi thôi ạ. Thằng Cô Long nghe tôi nói chuyện với mẹ nó, chạy lại nhốn nháo, tỏ ra hiểu biết. Cá này người ta gọi là cá chấm đen. Nó chỉ có ở mấy cái hồ nước ngọt lớn thôi, Ngày nay người ta còn nuôi to hơn thế này nhiều Nhưng mà chả ngon bằng cá tự nhiên đâu Tí mày sẽ biết nó ngon cỡ nào Công nhận nó ở đây Nên biết rõ hơn tôi rất nhiều Mà cũng quên bé mất Lúc nãy hai đứa bọn tôi nhao nhác chạy vào nhà Nên không kịp chào hỏi vị khách đặc biệt đó Chạy qua tôi chỉ thấy láng máng Là một người đàn ông mang tướng mạo khổ hạnh Có lẽ là vì sầm mưa dãi nắng nhiều Điều mà tôi chắc chắn là vị khách này lớn tuổi hơn bác sáu nhà tôi. Nghĩ đi nghĩ lại tôi càng thấy tò mò hơn về vị khách này. Khi đồng hồ điểm 11 giờ trưa, cũng là lúc mùi thơm phức từ thức ăn tỏa nghi ngút khắp mấy gian nhà. Đặc biệt là cái bụng của hai đứa bọn tôi đã bắt đầu kêu đéo lên rồi. Thế cả hai cùng nhau phụ bác gái dọn cơm lên nhà. Trưa hôm đó, tôi có dịp được gặp gỡ vị khách tốt bụng biếu cá. Hẳn là lời chào cao hơn mâm cỗ. Vừa gặp bác ấy, tôi vội thưa dạ cháu chào bác ạ à. người đó đánh mắt lên nhìn tôi khẽ đáp lại chào cháu cháu là bác sáu tôi tiếp lời đáp ngay à quên chưa kể với anh đông đây là cháu tôi tên là tèo nó từ hà tĩnh vào đây chơi đường xá xe cộ hơi rườm rà nên mãi sáng nay mới tới được đây theo lời giới thiệu của bác sáu tôi đánh mắt qua nhìn người đàn ông đó quả nhiên là một người lam lũ ở mảnh đất này nhìn mái tóc bạc cháy kia tôi lại nhớ về những người làng tôi họ cũng như vậy đều vì cuộc sống mưu sinh mà bươn trải khiến cho dáng vẻ bên ngoài giả trước tuổi tác tôi lấy làm tò mò mạnh bạo hỏi thế bác ơi nãy giờ con chưa biết na tên của bác bác tên là gì để con dễ gọi ạ à? bác sáu lừa mắt nhìn tôi tỏ ý không hài lòng rồi quay nhìn người đàn ông kia nói với vẻ áy náy cháu với chả chắt bác mày vừa nói xong đã không nhớ gì rồi đầu óc suốt ngày để ý đâu đâu không nghe cho kỹ này bác ấy tên đông người có ơn huệ rất lớn với gia đình mình rõ chưa à, anh sáu cứ nói quá lên chuyện nên làm thì làm thôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài người đàn ông tên là đông kia cười rất thoải mái có lẽ có chuyện gì đó mà tôi không hề biết ơn huệ lớn với gia đình bác giáo ư. Tôi đang bần cùng với đống hỗn độn thì giọng bác gái vọng từ dưới nhà lên. Thôi thôi, mấy bác cháu mau dùng bữa đi. Vừa ăn vừa nói cũng được mà. Làm hai đứa nhỏ ngồi đợi tội chúng. Từ dưới bếp, bác gái bưng lên một món cá khá đặc biệt. Thực ra tôi không biết món cá đó nấu như thế nào nhưng nhìn rất bắt mắt, mùi thơm lại nhức mũi nên tôi gọi là đặc biệt rồi giọng bác trai cũng cất lên sau đó ta vào bữa luôn anh đông nhỉ bà nó cũng ngồi vào luôn đi mấy khi nhà lại đông vui thế này phải đó chị nhà cũng ngồi và ăn chung cho vui thế rồi bác gái ngồi vào bàn tất cả chúng tôi cùng nhau dùng bữa tôi nhìn những đĩa thức ăn trên bàn toàn là món độc và lạ đặc trưng của vùng sông nước mới nhìn thôi đã ứa hết cả nước rãi ra rồi Thằng Tèo thử món cá om dưa này đi con. Ở ngoài quê không có món này đâu. Cố gắng ăn cho thật nhiều kẹo hôm về lại tiếc. Vâng ạ. Tôi đáp một tiếng thật to. Chu cho mà ơi, ngon quá. Ngon thì ăn cho thật nhiều nghe. Đang cơm nước ngon lành, thì bác sáu tôi lại lôi chuyện lúc sáng ra dàn mặt tôi. Tôi cũng chả biết cái hồ nước đó kinh khủng cỡ nào, mà bác tôi có vẻ làm quá lên như vậy. Một phần ở chỗ tôi cũng có mấy con đê. Ngày nào tôi chả tắm mà có sao đâu. Một phần thì tôi cũng lớn rồi. Tôi cũng tự biết mình lên làm gì. Khi bác làm như vậy, tôi cũng hơi khó chịu. Mà cái thằng Tèo nha, lần sau cấm có lai vãng chỗ hồ nước đó nữa nghe không? Bác mà còn thấy là mày chỉ có nước ốm đòn đấy. Dạ, vâng, cháu biết rồi ạ. Tôi đáp lại một cách đầy khó khăn. Đúng cái lúc đó, Bác Đông nhìn chằm chằm vào tôi, sau đòi hỏi. À, nhớ ra rồi. Con là cái đứa lúc sáng tắm hồ bị bác nhà mắng phải không? <laughs> dạ vâng. Sao bác biết ạ? Bác tôi tiện chuyện nói luôn. Chính là nó đó anh Đông. Không hiểu sao con cháu nhà này đứa nào cũng giống đứa nào. Ưa ngạnh, khó bảo, dễ sợ. Cái tuổi này nó thế đó chú. Lớn lên chúng khác biết thôi. Đừng khắc nghiệt với chúng À, rồi cũng không có tốt lắm đâu. Tèo nhỉ? Mà cháu không sợ ma sao? Lúc đó cũng chẳng rõ chưa được biết mùi hay không, mà tôi đáp rõ to. Không, cháu chả sợ. Nghe tôi nói xong, bác Đông cười lên khà khà, vẻ thích lắm, bác nói. Đúng là tuổi trẻ chưa trải cái sự đời. Đã bao giờ nghe chuyện về ma quỷ nơi đây chưa? Bác cá khi nghe xong, mày sẽ ra đón xe về luôn đấy chứ. <laughs> bác nghĩ cứ hổ cháu Chuyện ma quỷ cháu nghe nhiều rồi Ở quê còn khối chuyện mà quỷ cháu còn chả sợ nữa là Bác Đông lại cười phá lên Từ từ vứt chòm râu điểm hai màu Bác quay sang nhìn thằng Long nói Long thấy có được không con Thằng Long gãi đầu Mặt nó tái đi trông thấy Gượng đáp Dạ không sao đâu bạn à, Bác cứ kể đi ạ Vậy được nhân tiện có cả nhân vật chính của câu chuyện ở đây bác sẽ kể cho cháu nghe câu chuyện về ma gia nơi đây mới đầu nghe cụm từ ma gia thôi tôi đã thấy lạnh lạnh thế nào rồi nhưng mà chả hiểu sao tôi lại thấy rất tò mò cứ như thể bác ấy đang thử thách sự can đảm của tôi còn tôi thì hừng hực nam khí chấp nhận lợi thách đấu vậy tôi đáp ngay được được bác mau kể đi cháu nghe đây ạ giọng bác ấy bắt đầu chuyển sang khàn khàn với cháu thì chắc chắn là không biết nhưng với người dân nơi đây có lẽ đến bây giờ câu chuyện này vẫn còn mang lại không ít ám ảnh khi nghĩ về nó cháu vẫn nhớ cái đường mà ra cái hồ lúc sáng chứ nhà bác nằm trên con đường đó nhưng phần lớn thời gian bác sống ở ngôi nhà nội trên hồ kia lúc nào có thời gian bảo thằng long đưa đến bác sẽ tiếp đãi nồng hậu Sinh ra ở mảnh đất sông nước này Nên bác làm nghề đánh cá Bây giờ còn quay sang nuôi tôm cá các kiểu nữa À Còn một cái nghề nữa mà đến bây giờ Bác vẫn chưa tìm được người nối nghiệp Đó là nghề vớt xác ngồi chết xung quanh hồ Âu cũng là cái xuyên đưa ta đến với nghề này Năm nay ta đã gần 60 Nhưng đã hơn 30 năm nay ta làm cái nghề này rồi Ngày trước Cứ dằm 3 tháng lại có người chết đuối Cái xác theo dòng nước quận thường trôi đến gần nhà của ta. Thương tình ta thường giúp gia đình có người chết vớt xác lên. Nhiều lần đâm ra dần dần nó thành cái nghề luôn. Theo kinh nghiệm bấy lâu, ta đúc rút ra được. Sau ba ngày, cái xác sẽ tự nổi lên mặt nước. Xác đàn ông thì sẽ nằm úp, mà xác phụ nữ thì sẽ nằm ngửa ra. Có những trường hợp, cái xác bị chôn vùi dưới đáy sông, có khi cả tháng mới tự nổi lên. Việc này không phải cứ thích là làm được. Đầu tiên người ta phải có một thần kinh thép mới chịu đựng được những cú sốc. Ngoài ra còn phải biết xác định vị trí, thời điểm xác nội, đoán được con nước lên xuống, dòng nước quẩn về đâu để khoanh vùng tìm kiếm. Tuy rằng ta đã làm công việc này hơn 30 năm rồi, nhưng cứ mỗi lần có người nhờ tìm xác, ta lại phải uống một ít rượu trước khi làm nhiệm vụ. Rất khó nói, nhưng khi uống rượu, nó giúp ta liều lĩnh tỉnh táo hơn. Đến nay thì ta cũng cứu vớt được trên dưới trăm cái xác nạn tử rồi. Có những lần ta còn nhớ như in rằng, cái xác bị ngâm quá lâu trong nước, mục rữa ra, không dùng móc câu được, đành phải hụp sâu trong nước vớt họ lên. Cảm giác lúc đó lạnh cả sống lưng, mùi tử thi bốc lên nồng nặc, rất khó chịu. Có nhiều người thân còn chả dám đến gần cái xác để nhận diện luôn. Đặc biệt, từng có vụ việc liên quan đến một cặp đôi yêu nhau Ta nhớ không nhầm hai người này tên là người thôn đầm. Chuyện gia đình họ thì ta không rõ, nhưng từng nghe họ kể lại rằng. Cặp đôi này yêu nhau từ thỏ còn là học sinh phổ thông, cho đến khi thi lên đại học. Hai người mới công khai mức quan hệ. Thật buồn cho họ khi vừa công khai mức quan hệ, đã bị gia đình đưa định kiến phản đối kịch liệt. Nghe đầu do hai gia đình này thù hẳn nhau từ trước, nên phản đối. Cặp đôi này sau khi biết bị phản đối, cả hai cũng quyết tâm yêu thương nhau đến cùng, nhưng rồi cũng phải bỏ đi biệt xứ vì họ hàng người thân quá cứng nhắc. Bỏ đi được mấy năm thì hai người này quay trở về. Cái chính là cô gái đã mang cốt nhục cho chàng trai kia. Cũng bởi vì nghĩ khi có thai rồi, hai bên họ hàng sẽ đồng ý cho họ cưới nhau. Ai ngờ, vừa hay tin vui lại biến thành điều không. Cô gái kia bị bố mẹ đưa về nhà và cấm cửa từ hôm đó không biết bằng cách nào sau mấy hôm cả hai người họ gặp được nhau rủ nhau ra hồ họ thề rằng nếu sống không được cùng nhau thì sẽ chết để được ở bên nhau thế rồi cả hai tự tử để mãi được gần nhau kết quả hai người họ đều chết à không phải là ba người mới đúng khi ta lao xuống nước vớt họ lên điều làm ta ám ảnh tới bây giờ là cảnh tượng hai người họ vẫn ôm chặt lấy nhau và đứa bé trong bụng cô gái lúc đó cũng không còn nữa. Kể tới đây, thoáng qua tôi thấy trên khuôn mặt bác Đông có những giọt nước tựa mồ hôi thượt dài trên má. Không, đó không phải là mồ hôi, đó là giọt nước mắt. Có lẽ là những giọt nước mắt xúc động khi bác hồi tưởng lại những ký ức đau thương cho tôi nghe. Không gian phòng khách nhà bác Sáu bây giờ tĩnh lặng đến lạ thường. Tôi đảo quanh nhìn mọi người thì mới biết, không chỉ riêng bác Đông, mà tất cả họ đều rơi nước mắt, trừ tôi ra. Không phải là tôi vô tâm, trong lòng tôi bấy giờ cũng cảm thấy nghẹn nghẹn. Mọi người khác tôi ở chỗ, họ đã từng nghe, từng trải, nên khi được Bắc Đông hồi tưởng lại, thì những hình ảnh đó đã hiện lên trước mắt họ, khiến họ chẳng thể cầm lòng được. Lột bột, lột bột. Tiếng những hạt mưa rơi trên mái tôn, đó là một cơn mưa cuối hè nhiều lòng cơn mưa đến thật đúng lúc Nhờ nó mà không gian u ám nãy giờ mới tan đi Giọng bác cái cất lên Kéo bữa cơm vui vẻ trở lại Thôi kể thế đủ rồi Mấy bác cháu ăn đi không cơm nước nguội hết bây giờ Chuyện trò thì còn nhiều thời gian lắm Ăn xong rồi hẵng nói Thằng Tèo thằng Long cũng ăn đi Gớm nghe kể chuyện mà cứ đơ như pho tượng vậy Thôi được rồi Mọi người cùng nhau ăn đi Chuyện để sang một bên đã sau bữa cơm tôi thấy bác đông ngồi chầm ngâm một mình ở phòng khách còn bác sáu thì không biết đi đâu rồi lúc đó chân tôi như bị thứ gì đó nhấc lên tiến vào phòng khách nơi bác đông đang ngồi châm trà tôi vào mà bác vẫn không hề hay biết tôi đánh giọng hỏi bác làm gì thế hả à? cho con ngồi cùng với tèo đấy hả cháu ngồi xuống đây uống trà với bác đã dạ vâng ạ sau lời mời đó Khuôn mặt bác ấy lại chậm ngâm ra. Nãy giờ tôi thấy bác vẻ như đang có tâm sự gì nên buột miệng tôi hỏi. "Bác có chuyện gì sao hả bác?" Nghe tôi hỏi, bác có quay lại nhìn tôi, một lúc sau mới thấy bác trả lời. "Chả là mấy năm rồi, trong lòng ta vẫn canh cánh một chuyện, không nhớ thì thôi, chứ nhớ thì lại khiến ta phải đau đầu suy nghĩ." Tôi vội hỏi, "Chuyện chuyện gì vậy bác? Cháu có thể biết được không?" Được chứ. Có khi nói ra ta lại thấy nhẹ lòng hơn. Chuyện ta kể với cháu lúc nãy làm ta nhớ lại vẫn còn một chuyện ta chưa hoàn thành, đó là tìm người thân cho một cô gái. Mấy năm qua hầu như ta đã dùng hết mọi cách rồi nhưng vẫn không tìm được. Tự dưng tôi thấy khó hiểu, đại loại là suy nghĩ về cô gái mà bác Đông đang nói đến. Việc tìm người thân sao cô gái không tự làm mà lại nhờ Bắc Đông đây? Có khi tự tìm lại nhanh hơn nhờ bác ấy chứ Cuối cùng tôi lại gặng hỏi Cô gái ấy là ai? Sao không tự đi tìm mà lại nhờ bác vậy ạ? À? Bác Đông thở dài Vẻ như không muốn nói Nhưng sau đó bác trả lời Ta thật sự không muốn nói Bởi lẽ ta sợ cháu sẽ bị ám ảnh Nhưng mà thấy cháu tò mò như vậy Thì ta nói thẳng cho cháu nghe luôn Cô gái kia không phải là người Mà là ma sao? Đã mấy năm rồi, kể từ khi cô gái đó được chôn gần bờ hồ, không có ai đến đón cô ấy về nhà cả. Ta thấy thương tình, mấy năm qua cũng bỏ công tìm xúc, nhưng mà không tìm được. Thế nên cứ mỗi lần nhắc lại, ta đều thấy đau lòng. Đi, cùng ta tới chỗ ta đang sống một chuyến, rồi từ từ ta sẽ kể cho cháu nghe. Nghe bác nói tới đây thôi, tôi giật mình sững người ra. Có lẽ tôi đã bắt đầu thấy sợ bởi tôi bắt đầu cảm nhận được những thứ sùng sợn sắp tới đây tôi sẽ được nghe bác đông kể nhưng với tính tò mò nên khi được bác mời về nhà chơi tôi liền vui vẻ nhận lời vâng thế bác đợi cháu một lát cháu đi thư chuyện với hai bác nhà kẻo không biết họ lại lo vậy đợi ta luôn ta cũng phải nói với họ một tiếng trước khi về chứ nhớ đâu lại mất công đi tìm sau khi bác đông căn dặn xong tôi cũng xin phép đi cùng bác ấy luôn. Khi đi, tôi không quên gọi thằng Long đi cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, dù tò mò, nhưng tôi vẫn thấy sợ. Thôi thì rủ nó đi theo cho các bạn đồng hành. Trên đoạn đường đi, tôi nhận ra khung cảnh quen thuộc mà vừa mới đây thôi tôi đã từng nhìn thấy. Tuy rằng bốn bề chủ yếu là nước, nhưng nó yên tĩnh mộc mạc chẳng khác gì quê tôi. Những cảm giác bình yên mà thiên nhiên mang lại khiến tôi chẳng thể ngờ khi nghe bác Đông kể chuyện ma quỷ. Mãi rông cặp mắt nhìn cảnh sắc, tôi thoáng quên đi đoạn đường khá xa mà cả ba vừa đi qua. Dừng lại trước một ngôi nhà bằng gạch nung, chưa được hoàn thiện, bác Đông chỉ vào rồi nói. Đây là ngôi nhà ba má bác để lại. Ngày trước còn khó khăn nên không có tiền để làm nhà to. Nhà đẹp nên vẫn để gạch như vậy. Còn bây giờ thì cũng chẳng cần thiết nữa. Bởi hầu như thời gian bác sống ở ngôi nhà trên hồ, sống ở đó khiến bác yêu nơi này hơn cuộc sống nó là vậy người ta luôn cố đi tìm những thứ ở đâu xa xăm nhưng nhiều lúc chẳng biết nó lại ở gần mình như thế ngẫm một lúc tôi thấy còn gì đó thiếu thiếu phải rồi là vợ bác từ lúc gặp gỡ nói chuyện cho đến bây giờ chưa hề thấy bác nhắc đến chuyện vợ con tôi lấy làm thắc mắc đưa chuyện hỏi bác vậy vợ con bác ở đâu mà bác lại ở một mình ạ à? thấy bác cười nhẹ một cái, rồi quay sang nhìn xa xăm, bác đáp tôi rằng: "Thực ra bác không có vợ con. Ngày trước bác cũng mơ về một ngôi nhà hạnh phúc như bao người thanh niên khác, nhưng số phận lại đưa đẩy bác làm cái nghề này, khiến bác thôi suy nghĩ chuyện vợ con cháu ạ." Không chần chừ, tôi vớ ngay hỏi luôn: "Tại sao bác lại thôi nghĩ chuyện lập gia đình ạ? À? Bác sợ liên lụy đến họ sao?" "Ừm, um cũng một phần đúng. Vốn dĩ ta không muốn lập gia đình là công việc này khá bộn bề. Sợ lập gia đình sẽ không có thời gian chăm lo cho họ. Một phần nữa là vào cái thời điểm ta muốn yên bề thì đã ngoài tuổi rồi. Ở đây chỉ con à, là đàn ông con trai thôi. Nên rất khó để kiếm cho mình một nửa như ý. Nghe thì tôi thấy cũng đúng. Sáng giờ đi giữa đường mà tôi chưa thể thấy một mống con gái nào. Nghe đâu ở đây con gái khi học xong chúng lên thành phố lập nghiệp, sau đó theo chồng hết, chứ không có quay về đây nữa. Chuyện của bác hơi kỳ kỳ, nhưng nhìn hiện tại thì biết. Năm nay đã gần 60 rồi, bác vẫn lụi cụi một mình trong căn nhà nhỏ trên hồ. Không có phụ nữ thấy nó buồn bác nhỉ? Ừ, công nhận buồn thật, nhưng mà sau rồi cũng quen thôi cháu ạ. Bác Đông vừa đi vừa cười khà khà, lướt qua ngôi nhà gạch đỏ cũ kỹ đi thêm độ 50 mét nữa, một mặt phẳng xanh vắt hiện ra. Không là gì khác, đó là mặt hồ chết rộng lớn. Đường ở đây khá đẹp và chắc chắn, vì chỗ này là đoạn đường, cũng chính là bờ kè ngăn mực nước trong hồ tràn ra chỗ dân, tránh gây ngập lụt. Tôi và thằng Long nhanh chân nhảy lên phần cao của bờ kè. Từ chỗ này, chúng tôi có thể tự do so phóng tầm mắt nhìn quang cảnh nơi đây. Mực nước khá lớn nên dù trời có nóng, hơi nước cũng khiến cho chỗ chúng tôi đi qua có cảm giác mặn mát đến kỳ lạ. Lúc sáng tôi từng đến đây, nhưng không để ý nhiều đến cảnh vật xung quanh. Bây giờ tôi mới biết từ bên bờ này nhìn sang bờ đối diện, chỉ thấy một vệt đen cạch ngang trên mặt hồ, chứ không hề thấy gì khác. Đủ biết là hồ lớn cỡ nào rồi. Tiếng bắc đồng bỗng cất lên, kéo tôi chạm đất trong khung cảnh thơ mộng này cháu có thấy cái chân công trình xây dở kia không tôi quay lại nhìn bác rồi đánh mắt theo hướng tay bác chỉ dạ có ạ phần công trình xây dở đó cũng có liên quan đến câu chuyện sắp tới đây ta muốn kể cho cháu nghe còn nữa cái nấm mồ cô gái mà ta nói hồi nãy là ở kia chính là cái cồn đất nhỏ xanh xanh đó dạ cháu thấy rồi ạ sau đó bác đông cũng nhảy lên phần cao của bờ kè tiến về ngôi nhà nhỏ nằm ở trên mặt hồ vừa đi bác vừa nói đó chính là nơi ta thường ở người ở đây thường gọi là nhà của kình ngư bởi họ luôn ví ta là một kình ngư tôi há hốc miệng chân vẫn bước đều nhưng nãy giờ mắt tôi cứ đăm đăm nhìn ngôi nhà nội của bác đông nhìn nó thật thích làm sao lại gần hơn tôi mới biết thứ xanh xanh nằm dưới ngôi nhà là những cái thùng phi cỡ lớn nó giúp ngôi nhà nổi lềnh bềnh theo mực nước nên không lo nước tràn vào nhà. Trên những thanh vịn của lan can là những cái móc câu, hẳn là đồ nghề bắt cá mà bác vẫn hay dùng. Rồi rất nhiều những chiếc phao cứu sinh được sâu thành chuỗi treo trên mấy thanh xà gỗ. Thoáng nhìn qua, tôi giữ ánh mắt lại ở mấy chiếc móc cỡ bự. Nhìn thì tôi đoán đó cũng là móc câu. Chỉ thắc mắc là câu cá gì mà móc lớn như thế đúng cái lúc tôi định quay sang hỏi thì bác nói luôn cứ như thể nãy giờ bác luôn nhìn theo ánh mắt của tôi vậy đó chính là đồ nghề vớt xác của ta nhìn thế thôi chứ nó đã cùng ta cứu vớt không biết bao nhiêu là oan hồn rồi đấy còn có mấy bộ khác nữa mỗi trường hộ sẽ có từng bộ chuyên dụng tất cả đều một tay ta làm ra hết bác nói mà tôi thấy tự hào làm sao cái nghề mà tưởng chừng chỉ có ở trong mơ Vậy mà ở một nơi thế này, lại có một con người tận tụy cống hiến cho nghề như vậy. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Bước vào ngôi nhà, cảm giác lâng lâng một cách khó tả. Nó khiến cho tôi chỉ muốn tìm một chỗ nào thật kiên cố để tựa vào. Bác Đông hiểu ý, nhanh chân lấy cho tôi và thằng Long, mỗi người một cái ghế. Chạm đít vào cái ghế, bây giờ tôi mới thấy thôi cảm giác nôn nào ấy. Có lẽ là do ngôi nhà trên mặt nước, nên nó cứ nhẹ nhàng lúc lắc mới đầu nên cả hai chưa quen mới thấy như vậy. Mà mỗi gì tôi, thằng Long sống ở đây lâu như vậy rồi còn bị như thế, huống gì vừa mới đến như tôi. Loáng sau, thấy bác Đông bưng lên một tách trà, hơi đang bốc lên nghi ngút, bác nhẹ nhàng nói. Không biết hai đứa có hay uống trà không, chứ ở đây ta chỉ trà thôi. Tôi thì không thích uống trà, tôi cá thằng Long cũng vậy, cũng chả hiểu sao người ta cứ khen trà ngon trong khi tôi chỉ thấy nó đắng đến nhăn nhúm mặt loáng sau thấy bác đông bưng lên một tách trà hơi đang bốc lên nghi ngút bác nhẹ nhàng nói không biết hai đứa có hay uống trà không chứ ở đây ta chỉ có trà thôi tôi thì không thích uống trà tôi cá thẳng long cũng vậy cũng chả hiểu sao người ta cứ khen trà ngon trong khi tôi chỉ thấy nó đắng đến nhăn nhúm mặt nhưng mùi thì thơm thật sự mặc dù không thích nhưng bác ấy mời nên tôi cũng gượng lấy một cụm rồi thè cái lưỡi ra sụt sụt bác đông cười lên khó hiểu tôi không rõ lý do tại sao bác ấy lại cười sau đó bác cầm chén lên nhấp một hơi chẹp một cái rõ là to bác nói ta còn nhớ cô gái kia chết cũng vào thời điểm này cách đây tầm ba năm khi biết được giá trị du lịch của cái hồ này có mấy nhà đầu tư lần lượt tới đây tìm hiểu sau đó không lâu thì chỗ này cũng nhận được vốn đầu tư và đi vào xây dựng. Ta còn nhớ, người thầu chỗ này là một thanh niên khá trẻ, đẹp trai, phong độ, tên là Định. Khi đến đây, anh ta có dẫn theo một đoàn người, đó là công nhân nhận nhiệm vụ xây dựng chỗ này. Vừa mới đến, người ta đã bắt tay vào dựng lán trại, bởi hầu hết công nhân là người nhiều miền nên sẽ ở lại lán luôn. Đôi lúc có một số công nhân còn xin ngủ nhờ nhà người ta bởi ở chỗ ta ban đêm mát lắm vì nằm trên mặt hồ mà độ một ngày thì họ cũng dựng xong chỗ ở bước đầu cũng có chỗ để yên trí nghỉ ngơi chỉ có điều là hơi bất tiện về chỗ ăn uống hàng ngày sau khi xong công việc tất cả bọn họ phải đi một đoạn đường khá xa mới tới được quán ăn thế nên được mấy hôm bọn họ đều tỏ ra chán trường do là ông chủ thầu chỗ này cứ mấy hôm tới một lần nên họ không thể đề xuất ý kiến được chứ nghe đâu ngày trước cũng có một bà cô nấu ăn cho đám công nhân này sau khi chuyển đến chỗ mới không biết lý do gì bà cô kia không làm nữa mà xin nghỉ vì vậy trước mắt chưa có ai lo chuyện nấu nướng nên họ phải đi xa như vậy bà hôm kể từ khi chuyển đến đây mới thấy định chủ nhà thầu quay lại không biết mấy hôm ăn chơi chắc táng ở đâu mà nay nhìn gã có vẻ rất khác mặt mũi tái nhợt nhạt đi trông thấy tuy rằng có chút ngông trong cách sống nhưng đối với công nhân gã rất biết cách làm vừa lòng họ vừa đến gã cất giọng điềm đạm hỏi sao rồi mấy hôm ở đây anh em thấy thế nào vốn biết tính cách của định như thế nào nên ai cũng khá thoải mái trong khi nói chuyện vì vậy mà chẳng bao giờ định mất điểm với công nhân trong khoản này nghe định hỏi một người cũng chặt tuổi định bất ngờ lên tiếng ồ anh ơi nhưng chả bỏ gì với chỗ cũ. Rồi tiếng những công nhân khác hùa theo. Đúng đấy, ở đây chán ngắt, gái gú chả có, suốt ngày chỉ úp mặt vào mấy cái điện thoại thôi. Anh xem thế nào chứ, dẫn vài cô tới đây tụi em mới có tinh thần làm việc được. Thằng này chỉ được cái nói đúng ý anh em này. Định nghe anh em vừa làm vừa tâm sự, gã cũng nói tuột ra luôn. Chả giấu gì anh em, Sắp tới đây sẽ có một đoàn công nhân nữ tới phụ trách làm thép công trình. Khi đó tha hồ mà có tinh thần làm việc nha. Thế thì quá tuyệt vời, anh định là nhất rồi. Mãi nói chuyện phiếm cùng Định, mấy người công nhân quên rằng điều họ cần trước mắt là một người nấu ăn chứ không phải là những chuyện không đâu. Thế rồi chuyện đó cũng vơi đi, Định bắt đầu quay trở lại công việc chính ngày hôm nay. Gã hỏi mấy người công nhân Hôm nay thằng Toàn thủ kho đâu nhỉ? Chả thấy nó ra chào hỏi gì hết vậy. Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, bởi từ sáng giờ chưa thấy Toàn, mà chẳng ai thắc mắc vì Toàn luôn theo công việc, hàng ngày đều quản lý chặt chẽ khu vật liệu nên ít khi gặp gã. Lúc đó có một người mặc quần áo công nhân cũng vừa đi tới, hóa ra đó là Toàn. Gã vừa làm việc trong kho ra, vừa mới chuyển đến nên gã khá bận rộn với công việc sắp xếp vật liệu cho hợp lý để khi công nhân cần thì lấy dễ dàng nhanh chóng hơn vừa nhìn thấy định gã toàn chào lớn anh định đấy à định quay lưng nhìn lại nói về phía kia ơ ờ, toàn đấy à cũng đang định tìm chú có ít việc đây vừa hay chú lại đến kịp lúc toàn gãi đầu gãi tai anh tìm em có chuyện gì thế à mà sẵn đây em cũng có mấy việc cần báo cáo với anh thế được rồi chúng ta vào trong nói chuyện đi. Ở chỗ này, ngoài định ra thì toàn là người có quyền hành nhất. Âu là gã cũng theo định mấy năm rồi. Suốt mấy năm qua, giúp đỡ định không ít chuyện. Thành thử được định tin tưởng cho làm thủ kho kiêm quản lý công nhân của công trình. Vừa đi về phòng, cả hai vừa nói chuyện rất rôm rả. Nghe loáng thoáng thì toàn có nhắc đến chuyện vật liệu. À, anh xem thế nào để liên hệ với bên nhà cung cấp, chứ với số xi măng hiện tại ở trong kho thì không đủ cho ba ngày tới đâu. Được rồi, cái đó chú cứ viết cho anh một cái phiếu, anh sẽ lo. Còn chuyện anh em công nhân nay sao rồi? Mấy ngày nay anh bận quá nên không tới đây được. Mấy hôm Toàn cũng đang rất đau đầu với số công nhân bỏ đi khi vừa đến công trình mới. Sẵn đây cũng báo cáo với Định xem có cách nào không em cũng đang gấp rút tuyển thêm công nhân bù vào số người đã bỏ về mấy ngày trước hiện tại cũng chỉ thêm được vài người à còn chuyện cơm nước công nhân nữa ở đây nhìn chứ chả thuận tiện như mấy chỗ cũ nên em kiến nghị nên tìm thêm một người lo chuyện này không biết ý anh thế nào định liếc sang nhìn toàn bấy lâu nay những chuyện này toàn đều lo được sao hôm nay tự xưng lại phải xin ý kiến gã gã cau mày đáp lại Ơ ờ, cái chuyện đó chú chả phải giải quyết như cơm bữa sao Thấy thiếu thì cứ bổ sung Không cần phải hỏi ý kiến anh Chỉ cần đám công nhân không bất mãn Chăm chỉ làm việc là được Toàn ấp ống Như có chuyện gì rất khó nói Chỉ đến khi định nói lại thêm lần nữa Gã mới trả lời Chả là em có đi tuyển rồi Nhưng mà người ta có tay nghề Nên đòi hỏi lương cao hơn bình thường Định gạt phát đi Gã không hài lòng với câu trả lời của Toàn với định lương công nhân thì cao là bao Mà phải suy nghĩ Lời Toàn vừa nói chẳng khác gì kêu gã bùn xỉn Cái thằng này Mày theo anh bao lâu rồi Mà chẳng hiểu tính anh nhỉ Cao hơn là bao nhiêu Dăm ba triệu là cùng Trường ấy có gì mà phải lan tăn Miễn thuận tiện cho việc làm ăn là được Chú mày cứ liệu mà sắp xếp Sắc mặt Toàn thay đổi hẳn đi Gã vui mừng nhưng chẳng rõ lý do Sau đó gã đáp vậy được em sẽ lo vụ này trong ngày hôm nay anh yên tâm em đi luôn đây ơ ờ này vào phòng làm chén trà đã thôi mấy chuyện em cũng báo cáo xong rồi em làm việc tiếp đã dứt lời toàn nhanh chân đi về phía đám công nhân tiếp tục công việc của gã trưa ngày hôm đó chẳng thấy gã cùng đám anh em đi ăn thì ra là gã nằm dưới mấy gốc cây lớn ngoài công trình hình như đang nghe điện thoại ai đó. Alo, em đấy hả? Ăn gì chưa? Thế hả? À, anh có chuyện này muốn nói với em. Vui lắm. Ừ, ừ, là chuyện đó. Thế ngày tối nay em tới đây làm việc luôn nhé. Chứ anh nhớ em quá rồi. Ừ, anh biết rồi. Lương ấy hả? Muốn bao nhiêu cũng được. Ừ, mà thôi nha, anh đi ăn đã. Ok, bye em thì ra gã đang nói chuyện với người yêu. Nghe sơ qua cũng biết tại sao gã lại úp úp mở mở chuyện tuyển người nấu nướng. Gã đã lên kế hoạch từ trước là muốn đưa người yêu gã tới đây làm để cả hai có thể được gần nhau. Không chỉ vậy, lương phải cao gã mới chịu làm thế. Trời gần ngả về chiều, phía bên ngoài cửa công trình có một cô gái tìm đến. Hỏi thì mới biết đó là những người sẽ phụ trách cơm nước cho công nhân ở công trình này không ai khác, đó là ghệ của Toàn. Một lát sau, Toàn nhận được tin nên ra phía cửa đón cô vào trong. Toàn dẫn cô đi lòng vào một lượt, rồi dừng lại ở đám thợ xây. Cũng chính là tổ mà Toàn đang quản lý. Vừa đến, gã vỗ tay rất to, ra hiệu cho mọi người dừng tay rồi nói. Báo cáo với các bác, từ nay đội chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa. Cô ấy sẽ đảm nhiệm chuyện bếp núc nên anh em sẽ không phải lo lắng mỗi lần làm về phải đi ăn xa nữa. À, mà em giới thiệu một chút cho mọi người biết đi. Cô gái tỏ vẻ ngại ngùng, cúi đầu, rẽ mớ tóc mái vừa lật xuống, cô nói. Chào mọi người, em tên là Thu. Từ nay em sẽ lo chuyện ăn uống của mọi người. Có gì mọi người chỉ bảo và giúp đỡ em nhé. Cả đám người ổ lên, trước mắt họ là một cô gái khá cao giáo, xinh đẹp. Bề ngoài toát lên một vẻ gì đó rất cuốn hút, khiến cho đám công nhân không thể rời mắt khỏi cô. Thấy thế toàn lại giơ tay lên ra hiệu rồi nói tiếp. Còn một chuyện nữa cũng không kém phần quan trọng. Cô gái này là hoa đã có chủ, nên các bác đừng có lén phén kẻo ăn đòn như chơi đấy nhá. Cả đám công nhân suýt xoa, vẻ tiếc nuối. Trời, thế thì chán quá, chán nhỉ? Toàn cười lên khoái chí sau đó gã nói. Vậy thôi, các bác làm việc tiếp đi. Tôi đưa em đi tham quan khu này cho rõ đường rõ xá. Tiện thể chỉ nơi làm việc luôn. Thế nhá. Đoạn nói xong, gã dẫn thu đi vòng xuống khu bếp núc mà gã đã chuẩn bị sẵn từ trước. Có lẽ vì mấy ngày không được gặp, nên khi thấy không có ai, cả hai đã lao vào ngấu nghiến nhau như hai con dã thú thèm khát. Một nụ hôn nồng nhiệt mà cả hai dành cho nhau kéo dài cả phút bất giác theo thói quen, tay gã toàn bắt đầu di chuyển. Gã sở mó khắp người thu, khiến cô sướng, và bắt đầu uốn lên. Mới đầu gã hôn ở cổ, điệu tay ngang bờ mông to của cô. Sau đó, gã từ từ luồn tay vào trong áo thu. Nhẹ nhàng, nắn lấy cặp nhũ hoa của thu. Thu đề mê run lên điên dại. Những âm thanh phát ra khi bị sung sướng, chi phối, khiến cả hai càng cảm thấy hứng thú hơn những cúc áo trên người thu bắt đầu bung ra nhờ đôi tay nhanh nhẹn của toàn để lộ một thân hình nóng bỏng khiêu gợi trắng mốt không một chấm rồi nhỏ khi cả hai đã không còn kiềm chế nổi bởi bước dạo đầu nữa liền nằm xuống bên đống quần áo rồi từ từ thưởng thức cái vị ngọt của tình yêu chiều hôm đó khi đám công nhân đi làm về họ đã bắt đầu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bay ra từ nhà bếp Cả đám bỗng thấy bụng kêu cồn cào, nhanh chóng đi tắm rửa để được thưởng thức những món ăn của cô đầu bếp mới. Có vài bác người thấy tò mò, nhân tiện phòng tắm đang đông nên đã chạy về phía nhà bếp, nơi có Thu đang nấu nướng rồi bắt chuyện với cô. "Thơm quá em ơi, làm bụng bọn anh cứ kêu ầm cả lên rồi. Nay bữa đầu tiên định đãi bọn anh món gì vậy?" Thu đang chăm chú với đống đồ ăn, giật mình quay sang rồi từ từ đáp, Món gì à? Tí nữa khắc rõ. Các anh mau tắm rửa đi, còn vào ăn kẹo muộn. Cũng lúc đó, không biết từ đâu, toàn tiến ra. Thấy cảnh đó, gã khó chịu gằn giọng. Thế không đi tắm rửa còn ăn cơm nữa. Chả nhẽ tí mọi người xong lại phải ngồi đợi mấy anh nữa hả? Cả đám mặt trắng hế ra, à, đáp. Biết rồi, biết rồi. Tụi này đi ngay đây. Gớm, sao mà này khó chịu thế không biết? Dứt lời cả đám vùng vàng bước đi khi thấy thái độ lạ hoắc của Toàn. Tối hôm đó, cả đám công nhân được bữa no say sau mấy hôm ăn uống cơm tiệm chả ra gì. Sau bữa ăn, đám công nhân nằm lăn ra phản. Người thì chát chít, kẻ thì gọi điện về cho gia đình, kể lại những chuyện thường ngày ở nơi đây. Còn gã Toàn và Thu, không biết bằng cách nào đó, cả hai hẹn nhau sắp bờ hồ ngồi tâm sự. Ban đêm nơi đây thực sự rất tuyệt, nhiệt độ vừa phải, gió liu riu. Quan trọng là luôn có một ánh trăng non chiếu xuống mặt hồ, nhìn rất lãng mạn. Tự đầu vào vai Toàn, Thu khẽ hỏi. Anh định giấu mối quan hệ giữa chúng ta với bọn họ sao? Toàn quay đầu sang, hôn nhẹ lên tóc của Thu, hít một hơi thật sâu, gã đáp. Tạm thời cứ như vậy đã, được tới đâu hay tới đó. Khi họ biết rõ thì chuyện cũng nguôi ngoai rồi. Quan trọng là giấu cái thẳng định, không thì anh sẽ khó ăn khó nói với nó em nghĩ sao lương của người nấu nướng lại gần bằng lương quản lý được. Trước khi đến đây, Thu vốn không nghĩ đến chuyện lương bổng, chỉ nghĩ sẽ có thể gặp toàn hàng ngày, với cô thế là đủ rồi. Thế nhưng, có vẻ chỉ sau một bữa bếp núc, Thu đã thấy chán với công việc này rồi. Cứ coi như vậy đi, còn chuyện nấu nướng nữa, một mình em no không thể xòe được. Hàng ngày phải nấu cho biết bao nhiêu là người. Em... em... Đắn đo một lúc, cô nói tiếp hay là em quay về chỗ cũ vài hôm em lại lên thăm anh mà được không anh toàn dãy nảy lên khi nghe thu nói vậy tức thì gã gặn lại không được em về chỗ cũ anh lại càng không yên tâm sau câu nói của toàn cả hai người bỗng dưng im lặng thấy không gian bắt đầu khó chịu toàn nhẹ giọng xuống nói tiếp em em cứ cố gắng thêm ít hôm nữa anh sẽ nói chuyện với thằng Định rồi tuyển thêm người đỡ đần em. Có được không em? Thu cúi xuống úp mặt vào ngực Toàn rồi gật đầu. Bởi cô cũng biết Toàn luôn làm mọi điều để tốt cho cô. Muốn ở gần để bảo vệ cô. Vậy nên cô cũng chẳng có lý do gì cãi lại lời Toàn. Nhớ lại cách đây không lâu. Khi Toàn đang làm ở chỗ cũ, gã cũng ra điều hứa hẹn rằng sang năm sẽ cưới cô, sẽ cho cô một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Bởi thế nên, cả hai phải cùng nhau cố gắng vượt qua cái thời điểm khó khăn này. Ngồi bên nhau từ lúc đó cho tới gần 11 giờ đêm, cả hai mới cùng nhau quay về lán. Mấy hôm sau, định quay lại để xem tiến độ công trình cũng như bàn giao cho toàn số vật liệu mới. Nhân tiện, gã được anh em giới thiệu cho một cô gái. Chẳng ai khác, chính là người yêu của Toàn. Giả dụ mà có biết mối quan hệ của cô và Toàn, thì cũng chẳng nói gì đâu nhưng không biết nên cả đám mới ủa nhau nói với định như muốn lấy lòng gã anh định anh định biết gì chưa đội xây dựng lại có thêm một thành viên mới đấy xinh đẹp lại nấu ăn ngon cực kỳ định tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên gã đáp lại thế hả vậy phải tranh thủ đi gặp ẻm tí nhỉ một người trong số đó nói anh định vừa đẹp trai vừa tài giỏi xứng đôi vừa lứa với cô kia đấy làm đại đi để anh em còn uống rượu mừng nào. Định cười lên khoái chí. Kể ra khi nghe thấy anh em công nhân gắn ghép như vậy, gã cũng tò mò người con gái ấy là ai. Nhớ đâu lại hợp với gã như lời đám này nói thì lại càng tuyệt vời. Vì thực ra năm nay gã cũng gần 27 nồi bánh trưng rồi, nhưng vẫn chưa kiếm được mống nào. Tiền thì gã nhiều thật, bề ngoài cũng không phải dạng vừa. Khổ nỗi, gã nổi tiếng ăn chơi gái cũ ăn xong lại bỏ. Thế nên mấy năm rồi vẫn chưa chọn được cô nào ưng ý. Âu cũng vì quá điều kiện nên gã cũng không muốn yên bể xa thất sớm. Gã muốn bay nhảy cho hết tuổi trẻ rồi cưới xin cũng chưa muộn. Nghĩ đi nghĩ lại, gã nổi cơn hứng lên, ra vẻ ta đây đáp. Thế thì định đây phải đi gặp em liền để xem tình hình thế nào. Chứ anh em dục thế này, làng tớ cũng không ngồi yên được. Mà cô đấy tên gì anh em biết không? Cả đám công nhân thích thú đáp ngay. Thu, nghe cổ giới thiệu tên là Thu thì phải. Định đưa tay lên vẫy chào, quay đầu vừa đi vừa nói. Anh em chờ tin tốt của tôi nhé. Định nói xong thì biết là đang đùa, nhưng mà trong lòng gã vẫn có chút muốn tìm hiểu cô gái đó. Sẵn tiện không có toàn ở đây để bàn việc, nên gã tranh thủ xuống nhà bếp luôn. Khi còn cách độ 20 mét, gã nghe tiếng lọc cọc của sao thớt. Nghĩ thầm đích thị là người đẹp đang chuẩn bị cơm trưa cho anh em công nhân. Gã đi vào bên trong, rón rén, rón rén tiến lại gần. Hai tay gã chộp lên hai bả vai của Thu, rồi cất giọng. Hey! Chào em! Em đang nấu cơm hả? Thu giật mình, suýt thì ngã ra, nhưng trong vô thức cô đưa dao lên tự vệ. Cô hét lên. Anh! Anh là... là ai? Định tái mặt lùi lại bất giác đưa tay lên thoáng qua thu nhận ra đó là định cô chưa từng gặp gã nhưng qua những hình ảnh trên facebook mà toàn hay nói cô biết đó là định khuôn mặt cô dần trở lại bình thường sau khi nhận ra điều đó nhưng định gã thì được một phen hú hồn hú vía suýt nữa thì phải một nhát dao tử thu vì làm cô giật mình gã bây giờ mới hoàn hồn nói ấy 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 tôi không có làm gì cô đâu tôi chỉ vào xem người bếp nút công trình này như thế nào thôi thu cũng ngồi ngoài đi mấy phần cô ấp úng nói tôi 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 tôi, tôi cũng chỉ tự vệ thôi tại tại anh làm tôi tưởng là kẻ xấu định cười lên khanh khách kịp lúc gã chợt nhận ra thu đẹp thật đẹp như mấy tên công nhân nói đúng hơn là vừa mới nhìn thấy thu định đã có một chút cảm tình rồi vừa lúc đó toàn từ đâu chạy sầm sập tới có lẽ gã nghe thấy tiếng hét của thu nhưng mà người chưa thấy đâu giọng gã đã vang vọng khắp căn nhà bếp rồi đừng sợ anh đây rồi gã vừa ló qua cánh cửa bếp mặt đã đỏ bừng lên một cách khó hiểu chắc vì thấy định ở đó bình thường thì chả sao nhưng đây là quãng thời gian gã đang giấu định nên gọi thu như vậy có vẻ hơi quá mức gã toàn từ từ tiến lại gần ơ ờ, anh định anh tới từ lúc nào vậy?" Định cau mày quay sang đáp. "Anh tìm mày mãi chả thấy, nãy giờ mày rút ở cái xó nào vậy? Mà sao mày hét lên dữ thế?" Toàn lắp bắp, gãi đầu gãi tay liên tục. "Em ờ em thì đang ở kho vật liệu, thấy có tiếng hét nên em chạy tới xem là chuyện gì. Mà cổ cũng là người em tuyển vào, nhỡ cổ có chuyện gì thì em lại mang phải vạ chứ sao?" đoạn gã toàn không để cho định kịp nói gì gã lại gần bá lấy vai định vừa kéo vừa nói thôi anh em mình ra ngoài bàn chuyện để có chuẩn bị bữa trưa cho anh em định trần trừ tỏ vẻ muốn nán lại thêm chút nữa nhưng vì toàn kiên quyết quá gã đành phải đi theo ra đến cửa gã ngoái lại nói với thu ba em có gì gặp lại em sau thu mỉm cười nhẹ nhàng chẳng ai biết ngay cái lúc đó toàn cắn răng ken két, chịu đựng mấy cái hành động ve vãn gái của định. Cuối cùng cả hai cùng bước ra ngoài, tiến về phòng làm việc của định, sẵn tiện bản chuyện công việc luôn. Vừa mở cửa ra, luồng gió mát rượi từ cái điều hòa bên trong phòng định sọc thẳng vào cả hai. Trường ấy cũng đủ làm cho Toàn nguôi đi cơn ức chế hiện tại. Ngồi xuống bên cái bàn mà Toàn vẫn miên man suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Là với ai chứ? Với thù gã không thể yên lòng được mọi lần vào phòng định gã toàn chộp ngay vào công việc nhưng hôm nay thấy gã có gì đó lạ hơn những hôm trước định chật giỏi học thu mỉm cười nhẹ nhàng chẳng ai biết ngay lúc đó toàn cắn răng ken két chịu đựng mấy cái hành động ve vãn gái của định cuối cùng cả hai cùng bước ra ngoài tiến về phòng làm việc của định sẵn tiện bàn chuyện công việc luôn vừa mở cửa ra luồng gió mát rượi từ cái điều hòa bên trong phòng định sọc thẳng vào cả hai trường ấy cũng đủ làm cho toàn nuôi đi cơn ức chế hiện tại ngồi xuống bên kết bàn mà toàn vẫn miên man suy nghĩ về chuyện lúc nãy là với ai chứ với thu gã không thể yên lòng được mọi lần vào phòng định gã toàn chộp ngay vào công việc nhưng hôm nay thấy gã có gì đó lạ hơn những hôm trước định chật giọng hỏi sau này nhìn chú lạ lạ thế nào ấy nhỉ nãy giờ chú cứ ngồi đơn người như mất hồn vậy này ở cái thằng này Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong phần 1 của câu chuyện Ác mộng hồ nước Mà một trong những câu chuyện rất là hay Các bạn, mỗi một ngày chúng ta đều mong muốn rằng nghe được những cái câu chuyện hay Đó cũng chính là cái tâm niệm và cái tâm nguyện của Duy Thuận cũng như ekip của kênh Người dẫn Được Quay Âm Không có ai là mong muốn đọc cho các bạn nghe những cái câu chuyện dở cả chỉ là là lỡ chẳng may mua phải những cái câu chuyện nó chưa được hài lòng mọi người thì nhỡ chẳng may mà gặp cái nhỡ chẳng may đó thì mọi người cũng bỏ qua cho uh, duy thuận cũng như bỏ qua cho ban biên tập nhé bọn mình thì luôn luôn cố gắng tìm kiếm những tác giả hay những câu chuyện đặc sắc để có thể đem lại thật nhiều cảm xúc tuyệt vời cho mọi người và gần đây thì uh, sự đánh giá của mọi người về những câu chuyện của tác giả đánh giá cao đó là một cái tín hiệu cực kỳ đáng mừng cho kênh người dẫn đường coi âm các câu chuyện này thì nó còn một phần hai nữa cũng rất là hấp dẫn và chúng ta sẽ biết được cái kết cục uh, của câu chuyện ra sao thì mời mọi người 9 giờ tối ngày mai trên kênh người dẫn đường coi âm nhớ đón nghe câu chuyện này nhé uh, bây giờ chúc mọi người ngủ thật ngon một đêm thật ngon giấc và ngày mai sẽ là một ngày thật tuyệt vời nhé